bản tin Matutis Good News ngày 3 tháng 6 2019. Vietstar Media nhận ra vấn đề Khổng Tử và gián điệp lợi dụng chủ thuyết Khổng Tử làm mật vụ cho Tàu Cộng trong trường học của Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump triệt để dẹp sách. Bài viết của tác giả Phan Nguyên Luân. Vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Trump đã ký đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chấm dứt tài trợ chương trình tiếng Hoa tại các trường đại học có viện Khổng Tử của Trung Quốc. Hiện tại, có 13 trường đại học có viện Khổng Tử đã nộp đơn xin miễn trừ lệnh cấm, nhưng đều bị từ chối. Ngũ Giác Đài gần đây đã xác nhận họ không còn trợ cấp cho các trường đại học như vậy kể từ khi NDAA có hiệu lực và không đồng ý miễn trừ cho 13 trường đại học đã nộp đơn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Jessica Maxwell cho biết, theo quy định của NDAA, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền quyết định có nên miễn trừ cho các trường này hay không. Nhưng sau khi xem xét, Bộ Quốc phòng tin rằng nếu miễn trừ sẽ không phù hợp với lợi ích quốc gia. Ngũ Giác Đài cho biết quyết định này đã được thông báo cho tất cả các trường đại học xin miễn trừ. Điều đó có nghĩa là các trường đại học này phải đưa ra lựa chọn giữa tài trợ của chính phủ liên bang và tài trợ của chính quyền Tàu Cộng. Quyết định của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có khả năng khiến nhiều trường đại học Mỹ đóng cửa Học viện Khổng Tử, theo NTD. Theo Inside Lower ED, đưa tin vào ngày 1 tháng 5, Đại học Tây Kentucky, Đại học bang San Francisco và Đại học Oregon gần đây đã tuyên bố họ sẽ đóng cửa Viện Khổng Tử. Viện Khổng Tử do Đảng Cộng sản Tàu Cộng chịu sự quản lý của Tổng bộ Viện Khổng Tử và Bộ Giáo dục Tàu Cộng do Ban Tuyên giáo Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ. Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm chính về các khóa học, hoạt động, chi phí và nhân viên của Viện Khổng Tử. Ra mắt tại Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 2004, đến nay có hơn 100 trường đại học ở Hoa Kỳ đã thành lập Viện Khổng Tử. Trong 18 tháng qua, ít nhất 15 trường đại học Mỹ ở Hoa Kỳ đã đóng cửa Viện Khổng Tử và sẽ đóng cửa tất cả trong tương lai gần. Nghị viện Hoa Kỳ và Washington đều không tin tưởng Viện Khổng Tử. Newsweek báo cáo một tiểu bang điều tra thường trực Thượng viện Hoa Kỳ đã ban hành một cuộc khảo sát vào tháng 2 năm nay, nhấn mạnh rằng Viện Khổng Tử được Đảng Cộng sản Trung Quốc tài trợ chính có khả năng đe dọa tự do học thuật của Hoa Kỳ. Một số quan chức trong trường đại học ở Hoa Kỳ nói rằng Viện Khổng Tử không phải là nơi để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm như độc lập của Đài Loan và vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Viện Khổng Tử tựa như con ngựa thành Troy, có thông tin công khai chỉ rõ các cơ quan phản gián phương Tây đã xác định Viện Khổng Tử là một hình thức gián điệp được sử dụng bởi chính quyền Trung Quốc. Theo ông Michel Junior Cassier, cựu vụ trưởng châu Á Thái Bình Dương Cục Tình báo An ninh Canada, trong một lời khai tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ năm ngoái, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI Christopher Wray cho biết FBI lo ngại về Viện Khổng Tử và liên tục chú ý đến Viện Khổng Tử tại các trường đại học Mỹ. Trong một số trường hợp cụ thể, FBI cũng bước đầu điều tra sơ bộ Viện Khổng Tử. Ông Wray nói, lợi ích chính của việc đóng cửa Viện Khổng Tử là loại bỏ được các mối đe dọa tiềm tàng đối với tự do học thuật trong khuôn viên trường. Cũng nên nhắc lại, học thuyết của Khổng Tử từng bị Đảng Cộng sản Tàu Cộng lăng mạ trong cách mạng văn hóa. Ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại lợi dụng danh tiếng của ông để truyền bá tư tưởng của đảng dưới danh nghĩa học thuật. Ngày nay, Đảng Cộng sản Tàu Cộng lợi dụng hình ảnh Khổng Tử để gài vào các trường đại học Mỹ để làm gián điệp. Bộ Nội an và cơ quan CIA đã điều tra và khẳng định các Viện Khổng Tử ở các trường đại học Hoa Kỳ làm gián điệp cho Tàu Cộng. Vậy có nên đóng cửa Viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ không? Bạn là công dân Hoa Kỳ, nghĩ gì? Bài viết
của tác giả Phan Nguyên Luân. Nền dân chủ giả cầy, bài viết của tác giả Dương Hoài Linh. Trong cuộc đấu tranh giành lại quyền làm chủ của nhân loại trên thế giới, những người đấu tranh phải chống lại hai loại dân chủ cùi: dân chủ giả cầy. Dân chủ giả cầy thứ nhất là thành phần của chính quyền cài vào, giả danh các nhà đấu tranh dân chủ để phân hóa, chia rẽ, làm nội ứng những kẻ này, tạo ra các đối lập cùi, đôi khi phê phán chính quyền rất hăng nhưng không bao giờ muốn tạo ra các cuộc xuống đường để thay đổi thể chế. Dân chủ giả cầy thứ hai là thành phần căm thù chế độ cộng sản, chống cộng kịch liệt, đôi khi sẵn sàng dùng bạo động, không ngại vào tù nhưng chỉ để thiết lập một chế độ cai trị độc tài mới thay thế chế độ cộng sản. Có một vấn đề lý luận đặt ra là loại dân chủ giả cầy thứ hai có làm suy yếu chế độ độc tài đang cầm quyền để phong trào dân chủ lớn mạnh hay không? Câu trả lời là không. Bởi trên phương diện tuyên truyền, những người này đã góp phần củng cố rằng chế độ độc tài là đúng, không cần dân chủ xã hội vẫn tốt đẹp nên sẽ phân hóa tư tưởng đoàn kết, hợp lực cùng một mục tiêu bức tuân dân sự để giải thể chế độ độc tài của nhân dân. Các chế độ độc tài chống lẫn nhau thường dùng phương pháp bạo động, khủng bố và ám sát để gieo rắc nỗi sợ hãi, sau đó dùng thơ văn cảm tính để tuyên truyền. Cộng sản ngày xưa cũng dùng cách đó để thiết lập nên thể chế độc tài. Tuy nhiên, phương thức này chỉ khiến người dân tàn sát lẫn nhau, chứ không làm thể chế độc tài suy yếu. Bởi những kẻ được tuyển vào bộ máy công an, quân đội cũng từ nhân dân mà ra. Rốt cuộc, có khủng bố, ám sát hay bắn chết bao nhiêu công an cũng chẳng làm chế độ suy yếu. Chúng chỉ cần vào các trường học được chế độ nắm về giáo dục, tuyển sinh là có ngay những kẻ chết thế mới. Do vậy, dân chủ cần liên kết toàn dân thành các tổ chức xã hội dân sự để khi thời cơ chín muồi có thể tạo ra các cuộc xuống đường hàng triệu người. Từ đây, khiến nền kinh tế sụp đổ, chính quyền ôm tài sản chuồn ra nước ngoài, bộ máy công an, quân đội không được trả lương nên bất lực, không thể cầm súng bắn vào nhân dân. Và để cho không có bất kỳ một đảng phái nào hậu cộng sản có thể nhân cơ hội tái lập lên một chế độ độc tài, một trại súc vật mới, thì nhân dân ngay từ bây giờ phải tỏ rõ thái độ dứt khoát với thành phần dân chủ giả cầy này. Lập luận của bọn chúng nếu tinh ý nhìn kỹ cũng chẳng khác gì bọn dư luận viên bảo vệ chế độ cộng sản. Đó là tô vẽ cho một nhà độc tài nào đó, cho rằng độc tài là cần thiết, chụp mũ người chống nhà độc tài của chúng là cộng sản, nhân danh tôn giáo để bào biện cho những ai chống độc tài, lại chia rẽ mối đoàn kết lương giáo, viện cớ cần đoàn kết để xóa đi một thực tế là chế độ độc tài của chúng cũng cần đánh đổ, không khác gì chế độ cộng sản đang cầm quyền. Hiện tại một số nước vừa làm xong cách mạng dân chủ đã quay lại độc tài, như Nga, mùa xuân Ả Rập hoặc như Philippines, Thái Lan, là một trong những bài học cảnh báo cho dân Việt Nam. Nếu không dứt khoát mà vẫn dẫn dai với các phần tử cơ hội, họ sẽ biến công lao đánh Trung Quốc trong chiến tranh thương mại của ông Trung đổ sông đổ bể. Cứ thử tưởng tượng hậu cộng sản sẽ là một chế độ độc tài gia đình trị như Syria, có thể dùng vũ khí hóa học để giết hại cả trẻ em thì lo ngại. Về một nền dân chủ giả cầy là không thừa. Bài viết của tác giả Dương Hoài Linh.